Xin chào các quý vị và các bạn, các quý khách đã đến với kênh Xe Đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu một cái chiếc xe mà rất thuộc một cái hãng mà phải nói là nổi tiếng nhất thế giới và phổ biến nhất thế giới hiện tại bây giờ, đó là hãng Giant. Hãng Giant được biết đến là một cái hãng xe đạp phổ biến và nói chung là tốt nhất thế giới bây giờ. Và trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái model của dòng Giant, đó là dòng XCR 3500. Dòng này thì thuộc dòng khá là cận cao cấp trong dòng Touring 700C. Và không phải để quý vị đợi lâu nữa, bây giờ mình sẽ chuyển camera để quý vị nhìn cận cảnh chiếc xe Giant XCR 3500. Rồi, như trong khung hình đây là chiếc xe Giant XCR 3500. Thì đây, cái video này thì em làm cái nhìn sơ qua. Nên còn quý vị có thể lên mạng vào Google search Giant XCR 3500 để biết thêm chi tiết về dòng xe này. Dòng xe này thuộc dòng xe là cận cao cấp dòng Touring bánh 700. Về cơ bản thì xe có chiếc khung là bằng khung nhôm. Size của xe là hiện tại trong video này là size M. Size M là phù hợp với người cao từ 1m62 cho đến 1m75, 1m8. 1m8 cũng đi được con này nhưng mà hơi thấp một tí, tầm khoảng 1m62 cho đến 1m75. Size M các bạn. Quý vị các bác. Dòng XCR 3500 này thì được trang bị bộ chuyển động tất cả full là Shimano Anivio. Như các quý vị biết thì Shimano Anivio thì cao cấp hơn Shimano Tourlay, cao cấp hơn Shimano Antut, cao cấp hơn Shimano Acera. Và có thể nói là Shimano Anivio này thì nó đứng từ dưới lên, nó đứng từ khoảng thứ 5, thứ 6 trong bộ trong gia đình bộ chuyển động Shimano. Đó, trong họ chuyển động Shimano. Líp của chúng ta thì được lắp líp là 9 tầng Alivio, bộ chuyển động Alivio lắp líp 9 tầng. Bánh của chúng ta là bánh 700C. Đó, trong chiếc xe này được trang bị bánh 700C, lốp gai. Cái mayo của xe cũng là thuộc hãng luôn, hãng Gian luôn, có logo của hãng Gian. Vâng, và chúng ta nhìn thấy đây, ở đây là một cái cọng tiêu dầu. Thì chứng tỏ ở đây chiếc xe này đang được trang bị là phanh dầu. Và phanh dầu này cũng của hãng Shimano luôn. Chiếc xe này là nguyên bản, chiếc xe nguyên bản của hãng. Chiếc xe nguyên bản của hãng. Tức là trên nhà máy sản xuất như nào thì ở cửa hàng sẽ là như vậy. Lớp sơn của chiếc xe thì còn rất là đẹp, rất khá là đẹp. Đằng trước là chúng ta có bộ gạt đĩa. Bộ gạt đĩa cũng nguyên bộ Shimano Alivio luôn. Chúng ta đi đến phần yên. Yên của chiếc xe thì cũng khá là đẹp, không rách tí nào, mà yên này là yên cao cấp luôn. Đây mình thấy là cái dòng chữ là Royal này, Royal Vacuum Line, có nghĩa là đềm mút này mút chân không. Cọc yên ở dòng Gian, những cái dòng Gian ấy thì nó hay cái là nó cả có cả cái phớt che nước mưa đấy, không cho nước mưa chui xuống trong khung đấy, phớt này đấy, cái doang phớt này rất hay luôn. Ở dòng Gian thì thường sẽ có, dòng Giant thì thường sẽ có. Đây Alivio luôn, Shimano Alivio đằng trước. Và đùi đĩa của chúng ta cũng là đùi đĩa Shimano. Thường thì những dòng cao cấp và cận cao cấp của dòng Giant thì sẽ trang bị rất là nhiều đồ Shimano. Còn dòng trung trung trở xuống thì sẽ một số bộ đè là Shimano thôi, còn đùi sẽ là không Shimano. Và chúng ta đi tiếp đến phần thân. Sơn gần như là không xước một tí nào ấy. Sơn chiếc này là gần như không có vết xước to và rất là mới. Khoảng 90, hơn 90%. Chúng ta nhìn thấy tổng thể lại một chiếc xe lần nữa.
Đằng trước này chúng ta đến giảm sóc, thì giảm sóc này là của hiệu là Santua. Giảm sóc hiệu Santua, SR Santua rất là phổ biến rồi. Vâng, và đằng trước này cũng là phanh dầu Shimano. Đấy, chúng ta nhìn thấy cọng dầu đây là chúng ta sẽ biết là phanh dầu này. Còn nếu mà cọng dây dầu này, còn nếu mà là dây cáp ấy, thì nó sẽ là phanh cơ dây cáp thôi, phanh thường thôi. Đĩa cũng Shimano luôn. Vành 700C nguyên bản, lốp là lốp gai. Lốp gai vừa leo núi được, vừa đi đường phố được, tức là đường hỗn hợp, lốp này là đi đường hỗn hợp rất là tốt. Và lốp cũng gần như là mới, nói chung là còn cái gai gai mỏng này, các quý vị có thể nhìn thấy. Gai mỏng này rất là dày luôn. Lốp rất là gai, rất là dày. Gần như là chưa mòn lắm. Lốp này còn khoảng 90%. Đấy, lốp 90% luôn. Đằng trước thì chúng ta cũng có Meyer là của hãng Giang luôn, đồng bộ, nguyên cặp. Nốp cũng gian nhé, lốp gian, vành gian, Meyer gian luôn, hết. Đằng trên tay của chúng ta thì đương nhiên rồi, vẫn phải đi đồng bộ, đó là Shimano Anivio. Bên tay phải thì là chuyển 9 níp, còn bên tay trái thì là chuyển 3 đĩa, cũng Anivio luôn, phanh dầu Shimano. Ở thằng một số dòng gian cao cấp, ví dụ như gian ATX777 hay là gian XCR3500 này, thì chúng ta có một cái phốt tăng có thể điều chỉnh được độ dài. Điều chỉnh được độ dài của phốt tăng có nghĩa là ở đây nó có miếng nót. Chúng ta muốn ghi đông giật về đằng sau thì chúng ta để miếng nót đằng trước. Còn nếu chúng ta muốn ghi đông giật về đằng trước thì chúng ta quay miếng nót này ra đằng sau và để ghi đông ra đằng trước. Một cái thiết kế rất là hay, giúp cho người dùng có thể tùy biến được cái độ dài ghi đông từ ngắn như thế này. Nếu mà muốn ghi đông dài hơn thì chúng ta để sát ghi đông về phần này, hoa lớn của nó phải ra, để sát ghi đông về phần này và cho cái miếng nót nhựa này về đằng sau, rất là hay. Ở một số dòng trung cao cấp của Giant thì nó mới có, ví dụ như dòng XCR3500 hay là dòng gian ATX777. Đây, như ở đây thì chúng ta có con gian ATX777 này, cũng có đây. Đây, giờ như này thì em đã đẩy cái ghi đông lên đằng trước và em để cho miếng nót đằng sau. Gian ATX777 thì nó không có. Chúng ta sẽ nhìn lại tổng thể chiếc xe một lần nữa. Xe rất là mới, gần như không có vết xước này. Đây, bên này chúng ta cũng được trang bị đùi Shimano nguyên bộ luôn. Xe rất mới luôn, chỉ trừ có phần trên ghi đông này hơi bạc một tí thôi. Xe mới, hiện đang hoạt động rất là tốt. Vâng, và đến đây thì video em cũng làm ngắn thôi, giới thiệu sơ qua với quý vị và các quý khách cái dòng XCR3500 của hãng Giant. Và nếu quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao hay là các cái cách sửa chữa hướng dẫn hay là các cái cách phân biệt đồ, hoặc là những cái nguồn nói chung là nói chuyện về xe đạp thể thao, thì quý vị hãy ở trên Facebook thì hãy kết bạn với em qua cái tài khoản Facebook là Kiên Xe Đạp và ấn chế độ bạn thân hoặc xem trước. Còn nếu ở trên YouTube thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để quý vị là những người đầu tiên xem được những cái video mới nhất em up lên Facebook hoặc là YouTube. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các quý khách trong những cái video lần sau. Xin chào.